cơn giận. Một thiền sinh đến gặp thiền sư Ban Kê và than phiền. Bạch thầy, tánh nóng giận của con không sao kiềm chế được, con có thể làm gì để đối trị? Thiền sư Ban Kê đáp, điều con nói đó thật lạ lùng, hãy cho ta xem nào. Thiền sinh nói, nhưng ngay bây giờ con không thể chỉ cho thầy xem được. Thiền sư hỏi, thế đến lúc nào thì con có thể cho ta xem? Thiền sinh trả lời, bạch thầy, nó nổi lên không sao biết trước được. Thiền sư Ban Kê kết luận, thế thì nó chắc chắn không phải là bản chất thực sự của con. Nếu là bản chất của con, thì con sẽ có thể cho ta xem bất cứ lúc nào. Khi con sinh ra, không có nó, và cha mẹ cũng chẳng trao nó cho con. Vậy nên con hãy nghĩ kỹ về điều đó. Cảm nhận sau khi nghe câu chuyện, khi sinh ra không có nó, vậy nó phải là một cái gì tập nhiễm về sau? Không chỉ là tánh khí nóng giận, mà tất cả những thói quen, tập quán, cho đến quan điểm, nhận thức của mỗi chúng ta đều là như vậy. Cho nên, thiền dạy ta buông xả tất cả để trở về với cái bản lai diện mục, trở về với bản chất chân thật của mỗi người. Đã thấy được bản lai diện mục, đã thấy được bản chất chân thật của mình, thì chúng ta sẽ biết tìm cơn nóng giận đó ở đâu.